Anh Thương mến chào tái ngộ đến quý vị khán giả đang xem chương trình Thế giới quanh ta. Quý vị thân mến, khi các cuộc thi hoa hậu để tuyển chọn sắc đẹp của người phụ nữ ngày càng phổ biến và đa dạng như là cuộc thi Miss hay là Mrs. thì các quý ông cũng không thua kém. Nói đến đây thì anh Thư muốn giới thiệu đến quý vị một cuộc thi sắc đẹp dành cho các cụ ông rất là hấp dẫn và độc đáo. Cuộc thi này, các thí sinh được ban giám khảo là những người đoạt giải trong cuộc thi Cụ Ông Thanh Lịch năm nay, đánh giá cả về hình thức lẫn đức tính. Ngoài ra, các thí sinh còn phải trình diễn những điệu nhảy cùng với vợ hay là bạn gái của mình. Lourdes, 65 tuổi, người là vợ của một trong những ứng cử viên thì nói rằng: "Tôi không ghen tị chút nào bởi vì tôi từng khiêu vũ với anh ấy rất là nhiều và sàn dancing thì lúc nào cũng đông và lúc nào cũng có nhiều phụ nữ hôn anh ấy, cho nên tôi không thấy khó chịu chút nào với cuộc thi sắc đẹp này." Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm giúp nâng cao lòng tự trọng ở những người lớn tuổi, cũng như giúp họ sống tích cực hơn và khỏe mạnh hơn. Sergio Cardoso, một thợ điện đã về hưu, đã được chọn là cụ ông xinh đẹp nhất của thành phố Sao Paulo. Cụ cho biết rất bất ngờ nhưng cũng rất là vui khi được nhận danh hiệu này. Cụ nói rằng: "Tôi rất là vui và hạnh diện khi được nhận danh hiệu này vì ban giám khảo muốn tìm một người năng nổ, sôi nổi, có ngoại hình tốt và đặc biệt là có một tâm hồn trẻ trung để có một góc cạnh nào đó có thể tạo ra một hiệu ứng tích cực cho cộng đồng." Ngoài danh hiệu quý ông Thanh Lịch thì ban giám khảo còn trao giải thí sinh có nụ cười duyên dáng nhất, thí sinh thanh lịch nhất, thí sinh có đức tính tốt nhất và thậm chí là giải thí sinh hay e thẹn nhất. Quả là thế giới quanh ta càng ngày càng có những lễ hội rất là sáng tạo và độc đáo, đúng không quý vị? Tiếp theo thì anh Thư xin giới thiệu đến quý vị một lễ hội rất là độc đáo nữa. Đó là lễ hội này sẽ làm cho những ai là những fan hâm mộ của những trái ớt sẽ rất là thích thú và tội nguyện. Más hermosa eres que el sol y más blanca que la espuma. Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna.
los ojos que tiene. Paso mejor el toyo. Lễ hội ớt được tổ chức từ năm 1995 tại khu vườn Westin ở nước Anh. Đây là lễ hội lớn nhất nước Anh vì diện tích trồng ớt trong những năm gần đây được tăng theo cấp số nhân. Có 250 giống ớt được trưng bày trong những nhà kính được đặt tại lễ hội. Hơn 300 loại ớt đủ mọi kích cỡ, hình dạng và màu sắc đã được trưng bày tại lễ hội ớt. Anh Sarawan, chủ vườn Westin cho biết rằng tôi trồng khoảng 3 loại ớt, trong đó có những giống ớt được lấy từ Úc, New Zealand và Mỹ. Ớt đã trở thành một thức ăn rất là quan trọng trong thưởng thức ẩm thực ở Anh. Được thưởng thức các vị ớt khác nhau từ cay nhẹ đến nóng sốt. Du khách còn được cung cấp thêm những loại nước ép từ ớt ngọt. Nhiều người quan tâm đến việc dùng ớt để trang trí các bàn ăn hoặc là cảm hứng làm từ những đồ trang sức từ những quả ớt. Nhiều người đã nói rằng chỉ có đến đây mới thấy được tác dụng phong phú của loại quả này. Cho biết, tôi nghĩ lễ hội muốn đạt đến ấn tượng là loại hương vị vượt qua hình ảnh của một loại gia vị đơn thuần. Lễ hội này đã được tổ chức gần 10 năm nay và tôi hy vọng nó sẽ trở thành nét đặc trưng của khu vườn Westin. Mỗi năm, lễ hội ớt tại vườn Westin thu hút hàng chục hàng nghìn ngàn du khách tham gia. Lễ hội không chỉ có ý nghĩa để quảng bá ớt, mà nó còn là một sự kiện văn hóa. Ở đó, người tham dự được trải nghiệm những cảm giác ẩm thực từ ớt, kết hợp với những món ăn truyền thống của nước Anh. Một chủ gian hàng thì nói rằng, mọi người từ khắp nơi trên thế giới tề tụ về đây hàng năm. Bạn sẽ có một trải nghiệm rất thú vị khi tham gia sự kiện này. Một số khách hàng đã can đảm thử những sản phẩm từ những loại ớt cay nhất của thế giới. Du khách cũng có thể mua những món đồ trang sức làm từ ớt được bày bán tại các gian hàng. Ngoài ra, các cuộc thảo luận về lợi ích của ớt đối với sức khỏe cũng được tổ chức tại các lễ hội. Nói đến việc đi máy bay thì chắc hẳn chúng ta ai cũng đã có lần phải ngủ trên những băng ghế hoặc là những sàn nhà trong thời gian đợi chờ tại sân bay. Khách sạn thì thường ở xa và giá cả thì cũng khá đắt và không phải lúc nào cũng có sẵn phòng. Sau nhiều cuộc thảo luận thì một nhóm kỹ sư người Nga đã phát triển ý tưởng này thành một sản phẩm thật sự. Nó có tên là hộp ngủ. Sân bay ở thủ đô Moscow của Nga vừa giới thiệu thử nghiệm nơi nghỉ ngơi dành cho hành khách với tên gọi là hộp ngủ.
Đó là một phòng ngủ nhỏ hình chữ nhật, có trang bị giường tầng, nệm và gối, giúp cho hành khách chờ chuyến bay có chỗ ngả lưng riêng tư nơi chốn công cộng. Đây là loại hộp ngủ đầu tiên trên thế giới được trang bị tại sân bay. Nơi nghỉ ngơi đặc biệt này là do tập đoàn kiến trúc có trụ sở tại Moscow thiết kế. Ngoài giường đôi, hộp ngủ còn có không gian để hành lý, cửa sổ rất là thông thoáng. Hộp ngủ có chiều dài 2,5m, rộng 1,6m và cao 3m. Hành khách tại sân bay tỏ ra rất là hứng thú với chỗ nghỉ ngơi độc đáo này. Họ cho biết ý tưởng sẽ thành công nếu giá thuê phù hợp. Đối với những hành khách phải chờ đợi chuyến bay trong vài giờ đồng hồ ở sân bay thì thật sự họ rất là cần một chỗ để ngã lưng trước khi tiếp tục cuộc hành trình dài. Giám đốc Arch Group cho biết lý tưởng thiết kế ra chiếc hộp ngủ đến từ kinh nghiệm cá nhân khi phải thường xuyên đi công tác bằng máy bay. Cho biết, hẳn là chúng ta ai cũng đã có lần phải ngủ trên băng ghế hoặc là sàn nhà trong thời gian đợi tại sân bay. Khách sạn thì thường ở xa và giá cả khá cao và không phải lúc nào cũng có sẵn phòng. Sau nhiều cuộc tham luận thì chúng tôi đã quyết định phát triển ý tưởng này thành một sản phẩm thật sự. Ngay sau khi đưa bản phác thảo lên Internet, họ đã nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ phía hành khách và cả các sân bay, ga xe lửa, bệnh viện, cũng như là các tổ chức quân sự từ khắp nơi trên thế giới. Một hành khách thì nói rằng, bạn biết đấy, đôi lúc máy bay bị trễ cả 10 đến 12 tiếng đồng hồ và bạn thật sự rất là mệt mỏi sau những chuyến công tác. Đó là tình huống mà tôi phải gặp phải ngày hôm nay. Do vậy là tôi rất là hài lòng khi được nghỉ ngơi trong chiếc hộp này. Là một ý tưởng rất là độc đáo và thực tế nữa. Cuối cùng thì anh Thương mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh hàng ngàn các con linh dương của Tây Tạng đang di chuyển trên các cao nguyên của quốc gia này. Anh Thương xin chúc quý vị có một ngày thật là hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Anh Thương mến chào và hẹn gặp lại. Loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cùng với loài linh dương của Tây Tạng đang di chuyển trên các cao nguyên của quốc gia này trong lộ trình di trú hàng năm của chúng để tới các khu vực sinh sản. Hàng trăm con linh dương đã vượt qua đường cao tốc Thanh Hải đến Tây Tạng từ khu bảo tồn thiên nhiên ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, thì các dự án xây dựng các cơ sở hạ tầng như là đường sắt Bắc Kinh và các trục đường chính đã bị xáo trộn bởi sự di cư của các loài, mặc dù Trung Quốc cho biết họ đã thực hiện các biện pháp để loài linh dương di cư an toàn. Một đàn khoảng 100 linh dương đã có cuộc hành trình trên các tuyến đường cao tốc. Các loài động vật di cư thường gặp gỡ bạn tình của chúng tại các khu vực sinh sản truyền thống. Do đó, sự gián đoạn di cư sẽ là thảm họa cho các loài động vật này.
Người ta ước tính rằng loài linh dương ở Tây Tạng đã giảm xuống còn 50% trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ 20, chủ yếu là do săn bắn và trộm phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết các loài linh dương Tây Tạng trong khu vực tự trị Tây Tạng đã phát triển khoảng 200.000 con trong những năm gần đây nhờ các nỗ lực bảo tồn.